thực tế nhất là bây giờ chị cần cái gì thiết yếu nhất á, thì chị có thể chia sẻ đến em được không? Dạ thì em cũng muốn có để sửa, nó chị nói to to lên, sửa cái nhà lại, có à, sửa nhà có chỗ lại. Ở có chỗ ở là cái đầu tiên nhất phải cần thiết, cho nếu mà mưa gì thì chị rất là khó khăn luôn. Dạ. Thì thông qua video này Thép cũng muốn tất cả các nhà hảo tâm, anh chị Mạnh Thường Quân thấy đồng cảm thương xót cho gia đình thì hỗ trợ anh chị một chút xíu. Sửa nhà này cũng không bao nhiêu đâu mọi người à. Xây thì nó mất tiền, cho sửa thì mình chỉ cần gỡ mấy cái mái này ra hết rồi mình làm cây thì mình chắc mình tính cũng tầm cũng cỡ mười mấy 20 triệu chứ không có đỡ mà nhiều. Khói cũ cho nó chắc ăn. Ok, hello mọi người nha. Hiện tại mình đang ở Tây Phong, Bình Thuận các bạn. Hôm bữa có quay cái trường hợp là cái nhà của cái chị mà không có nóc á các bạn. Hôm nay chắc cũng quay chắc cổ nửa tháng rồi. Hôm nay Thép vào trao tiền cho gia đình nha các bạn. Cái sự nhà đông dưới ta. Dạ con chào cô. Dạ chào chị. Nhà bên đây đông dưới ta. Có hai đứa em đi biển. À, hai đứa em đi biển mới vô hả? Đi biển vô. Đó ở đây nè. Đi biển để đi theo chồng nó, rồi chồng đi biển vô nó về. À. Đây. Dễ mắm em vô nhé. Chồng chị đâu? Nó đi làm gì tức thì. Chồng chị mặc áo xanh áo đen. Đen. Kêu vô đây luôn. Sao đâu chị, mặc quần gì cũng được. Có gì đâu kỳ. Bình thường. Đây, hôm bữa không biết là mọi người có ai xem không. 6 người ngủ chung một giường, nhà thì không có nóc. Đó là cái tiêu đề video nha các bạn. Nhà của chị thì nói chung nhà này nhà thuê. Nhà không phải là thuê mà người ta cho chị, người ta thấy tội á, người ta cho người ta ở. Cho chị ở mười mấy năm rồi đó. Bữa gió nó thổi banh nóc luôn các bạn thấy không. Rồi ở vị trí này là vị trí chỗ của chị ngủ nè. Có bóng điện không ta? Đục. Nhìn nhà không có nóc mà cũng có wifi rồi bởi người ta. Mở điện lên coi coi. Đó à. Nhà không có nóc nhưng mà wifi là phải có. Ủa chị đầy tháng chưa? Dạ hơn rồi. Bữa em vô là chị đề tháng chưa? Dạ đề tháng. À là cái bữa em vô đó, như em vô thăm chị là chị đề tháng đó hả? Dạ. Bữa nay được tháng mấy ngày. Rồi ba anh đâu? Ẩm cái lấy hơn lấy đồ coi. Cởi áo rồi ra cho nó mát. Ghiền của con lắm mà không có ẩm con người ta không đỡ chứ. Ẩm con người ta đỡ các bạn. Chú ẩm nha con nha. Dễ thương quá các bạn ơi. Dễ thương quá. Nhìn. Dễ ghê hơn. Dễ ghê hơn. Không khóc không gì luôn. Bữa nay mấy con có đi học không? Có mà sáng nó ngủ dậy trễ. À. Đây là con lớn, con lớn của chị nè. Đây cái giường đây. Có khi nào ngủ sập giường không chị? Một hai ba còn đứa nữa. Dạ, còn đứa nữa là đang khóc á, kêu nó vô nó không chịu vô. À đứa trai. Còn trai nữa. Dễ thương ghê. Hôm bữa giờ mới gặp chồng của chị á các bạn. Em chào anh nha. Anh bao nhiêu tuổi? Anh ba mấy rồi. À 35. 35. Ừ, lớn hơn em 15 tuổi. Anh công việc của anh làm gì? Làm bảo vệ. Tháng anh làm nhiêu tiền? Làm có nhà nước thì tháng được có 2 triệu 150 ngàn à. Ủa sao rẻ vậy ta? Tại mức lương của mình làm cho nhà nước mới vô là có 1.5 à. À.
À, thì em hồi đó cũng làm bảo vệ nè. Dạ, bảo vệ thì mấy kia người ta lương cao còn bây giờ vậy là cao đó. Hồi đó mấy người lớn tuổi vô làm có 1 triệu mấy à? 1 triệu mấy à, mình vô là được 1 triệu mấy là 2 năm mình nhảy lên được 90,000+ á. Dạ. Sao mà đủ sống được? Nếu mà mức lương 2 triệu sao anh đủ sống được hay vậy ta? Chứ về đây là mất nhắc có nhiều ăn nhiều thôi chứ sao giờ. Như em làm bảo vệ tháng 4-5 triệu của mình em chưa sống nổi. Đi phải đi đập hào thêm, đi làm thêm á. Anh thì đi làm bảo vệ tháng 2 triệu, chị thì đi đập hào, nuôi 4 đứa con này. Đi học đầy đủ nha các bạn, chứ không phải là nghỉ học đâu nha. Này nó năm nay nó 4 tuổi rồi chưa chị? Dạ chưa, Tết này được 3 tuổi. À còn kia thì bé kia thì nó học lớp mấy em quên rồi. Lớp 3. Lớp 3, còn đứa này? Dạ lớp 1. Lớp 1. Đó, đủ 6 người rồi đó. 2 4. Đủ chưa? 6 người. Ồ em không ngờ luôn, trúng ông chồng mập nữa chứ các bạn. Ông chồng là ngủ là hết nửa cái giường rồi. Đó, 6 người ngủ chung một giường đó, bữa không gặp chồng của chị, bữa nay gặp chồng của chị luôn. Thì hôm bữa em có quay cái video của chị cách đây cũng lâu rồi chưa em xem. Hình như là nửa tháng. Dạ, cũng nửa tháng. À, nửa tháng rồi các bạn. Nửa tháng thì trong cái thời gian đó là cũng có một số mạnh thường quân người ta gửi tiền, người ta cho tiền cho chị sửa nhà lại. Nhà người ta cho ở chứ không phải là nhà của chị. Đất này là đất người ta cho ở mà người ta không lấy tiền cũng 10 mấy năm nay rồi. Gia đình chị thì không có đất để xây nhà. Bởi vì chị ở trong cái nhà này và lâu ngày á thì gió nó thổi tóc mái các bạn. Này. Mấy bữa bão á, giờ mưa bão to, rất là nguy hiểm luôn. Hôm bữa cái cơn bão số 13 em tưởng nó cái nhà chị cũng sập rồi chứ. Nè, cây nó mục phải không? Có một nguy cơ, nếu mà cái cây này nó mục xuống á, thì cái ngói nó sẽ đổ xuống và khi mà cái đêm á, gia đình chị ngủ ở dưới đây rất là nguy hiểm luôn. 2-3 cây ngói nó đều gãy hết nha các bạn. Đó thì em hôm nay em vào nằm ngủ cũng nguy hiểm, cũng hào hợp nữa. Đó thì em hôm nay vào em trao tiền cho chị, cũng có một số mạnh thường quân để tài trợ 8 người. Anh Phạm Anh Tiến 1,5 triệu. Anh Trường Vỡ quận 8 2 triệu. Cô Huỳnh Đặng Huỳnh Thị Đặng á ở Úc 4 triệu. Nguyễn Đào Tina 100 đô 2,3 triệu. Chàng trai Bến Tre TV 500k. Như Trí Hòn 200 đô 4,6 triệu. Em gái chú Nghĩa ở Úc 1,350,000. Chị Trung ở quận 8 500k. Tổng số tiền mà Mạnh Thường Quân để tài trợ cho chị làm cái máy là 16,750,000. 16,750,000 nha các bạn. Ở cái bóp của em là anh coi bên kia có cái bóp không? Lấy giùm em cái bóp. Em hy vọng là cái số tiền 16 triệu này đủ chị làm lại cái máy, đủ không chị? Chắc cũng đủ. Nếu 16 triệu làm cái máy sơ cũng đủ. Nhưng mà cái này là của nhà người ta cũng khó lắm. Nhà mình thì mình làm sao cũng được. 16 triệu bao nhiêu quên không anh? 750 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 triệu rưỡi. 16 triệu 7. 150,000. Đây là số tiền 16,750,000, chị cầm giùm em nha. Rồi, thép cũng cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành và tài trợ cho thép nha. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú Mạnh Thường Quân. Ráng cười. Cố gắng lên nha anh. Cố gắng lên. Thì nói chung là ví dụ như mình sửa nhà mà còn tiền thì mình mua thêm cái giường to chút xíu để ngủ cho thoải mái các bạn. Chứ cái giường này nguy cơ, nhiều khi ngủ nó sập ẩu á. Dạ, nó muốn sập rồi, ngồi nó lúng xuống. À, ngồi nó lúng xuống rồi. Rồi bữa giờ mưa, có mưa không chị? Dạ không à, bữa giờ không có mưa, cũng lâm dâm, ngày hôm qua mưa hơi lâm dâm chút. Bữa giờ chị có đi làm không? Chưa, định đi làm mà giờ chưa có ai giữ nhỏ đó. Rồi anh làm bảo vệ đó là anh làm một tháng là bao nhiêu ngày?
Một tháng thì nếu mà như không có khách này thì một tháng mình làm hai mấy ngày, tại vì một tuần mình được nghỉ một ngày chế độ. À, một tuần mình được nghỉ một ngày, một tháng mới làm 26 ngày. Nghỉ một ngày là mình tự chọn ngày mình nghỉ không? Có lịch, có tổ trưởng sắp cho mình nghỉ, những ai nghỉ những ngày đó là tới ngày đó là mình vẫn nghỉ vậy. À. Ai nghỉ thứ sáu, ai thứ hai đó, nó theo dòng đó cứ vậy nghỉ. Dạ. Rồi hôm nay cũng vào thăm gia đình rồi trao tiền gia đình rồi em xin phép tụi em về lại Ninh Thuận luôn. Em từ Ninh Thuận em chạy vào đây. Về lại Ninh Thuận. Đó anh gia đồng gia đình anh mình cố gắng lên nha. Hy vọng là lần sau em vào em thăm gia đình có cái mái nhà để chị em mưa che nắng là cho. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Em xin cái áo nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn chị nha. Chú về nha mấy con. Chú về nha. Ráng đi học rồi nha. Bây giờ là đứa con của chị ẵm bé rồi không? Nhìn nó dễ không? Dễ, ai cũng dễ thương hết. Nào sao té sao? Té lét cái mổ hả? À, té chảy máu cái càm luôn. Hôm bữa chị nói là đứa con nào của chị bị ngói nó rớt xuống. À, nó rớt xuống chỗ nào? Ngay chân trên đây. À. Xịt máu luôn. À, cái bánh vô. Cây nó một cái. Gãy trong đây nè, cây trong này. Nó nằm chỗ này đó gãy ra. À, vậy không? Chú về nha con. Chắc là xin phép mọi người Thép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng Thép để thực hiện những video ý nghĩa hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ thì bye bye.